Động cơ một chiếc Airbus A330-200 của hãng China Eastern Airlines bị hư hại nghiêm trọng khi vừa cất cánh hôm Chủ nhật trên chuyến bay từ Úc đến Thượng Hải. Theo Đài CNN, sau khi máy bay đáp trở lại Sydney an toàn, nhân viên cấp cứu khám phá thấy một lỗ hỏng lớn ở phần trước của động cơ. Được biết, không có hành khách hay phi hành đoàn nào bị thương vong. Hãng chế tạo máy bay Airbus nói họ có nghe báo cáo về sự kiện của China Eastern và sẽ giúp đỡ trong cuộc điều tra về vấn đề của động cơ này. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Rolls-Royce, công ty chế tạo động cơ này cho biết họ sẽ cùng hợp tác để hiểu rõ nguyên nhân về vấn đề. Rolls-Royce thêm rằng hiện còn quá sớm để có thể kết luận là hai sự kiện có liên hệ với nhau hay không.